Mến chào tất cả các anh em đã yêu thích em và cũng như đã follow và đã đăng ký kênh YouTube được của em nha. Hôm nay em lên đây em trả hàng bốn con máy cơ và một con máy điện tử IGBT đó, mặn ngọt lợ phèn nha. Em test nhanh nha, hôm gần em cũng không có đăng YouTube luôn nữa, không có thời gian làm bù đầu bù cổ. Ngày hôm qua thì cúp điện và sáng nay em trả hàng sớm cho mấy anh nha. Giờ em nó gói hàng ở trên rồi, không thôi là em cho mấy anh coi là trăm mấy ngàn máy, như một máy em làm là một thứ, một kiểu, một y gan như nhau thế này hết trơn, không có cái nào khác nhau hết. Giờ em cho mang tải 400W nha. Máy em làm đặc biệt không hao bình nha, tất cả các loại nổi đẹp nha. Goofy thì hên xui tại vì cái này chiên lóc chơi liên trạch thôi, anh em thông cảm ha. Goofy có loại riêng ha. Rồi bây giờ em đi xin gửi hàng cho các anh em nha.